cao tầng, liệu có hỏa hoạn thì sao? Ở mấy khu đô thị không có hàng xóm, bệnh biết kêu ai. Mấy khu đô thị xe cộ đông đúc, thiệt lo lắng quá. Người lớn tuổi thường có nhiều băn khoăn và có phần không hào hứng khi dọn vào sống ở những căn hộ cao tầng vì nhiều điều họ cảm thấy bất cập. Vinhome Smart City, đại đô thị thông minh lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, sẽ mang đến những tiện ích thông minh giúp thay đổi quan điểm và nâng cao trải nghiệm sống của người lớn tuổi tại khu đô thị như giao thông thông minh, khu đô thị trang bị hệ thống cảnh báo tốc độ xe qua lại trong đường nội khu nhằm mang lại an toàn cho người lớn tuổi khi di chuyển. Đô thị như vòng tay thông minh, chiếc vòng gọn nhẹ với nhiều chức năng hữu ích, theo dõi vị trí, đường đi, ghi lại dữ liệu vận động, giấc ngủ, nhịp tim của người đeo. Đồng thời, vòng tay còn trang bị nút bấm khẩn cấp khi xảy ra sự cố. Bạn có thể biết ngay tình hình bố mẹ hay người thân của mình. Đô thị như phòng cháy chữa cháy thông minh. Ngay khi xảy ra hỏa hoạn, cảnh báo cháy và hướng dẫn thoát nạn được gửi đến ngay điện thoại. Bạn có thể hướng dẫn cho bố mẹ thoát nạn an toàn, ngay cả khi đi công tác xa, vắng mặt.